Xin chào tất cả mọi người lại với kênh Tech Talk. Thì hôm nay cái vlog thứ hai của Go Travel sẽ là trải nghiệm sự kiện cộng đồng như đây tại Sở Thú. Ok, giờ chúng ta đi vô. Rồi, thì tụi mình đang ở trong Sở Thú của thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thì Sở Thú thì nằm ở ngay trung tâm thành phố với diện tích rộng khoảng 12 hecta. Thì với Pokestop á, thì ở đây nó nhiều cũng không mua kém gì đâu đàn đâu, cho nên nó cũng sẽ là một cái nơi rất là phù hợp cho bạn chơi cùng đi đây. Thì, ủa, sắp đến giờ event rồi, giờ tụi mình đi tham gia event nha. Okay, let's go. Hiện tại đang trong sự kiện Community Day của tháng 11 luôn. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái tip, mình nhắc lại thôi. Đó là cái tip bắt nhanh. Thì nó sẽ giúp cho các bạn tối ưu hóa việc bắt số lượng Pokemon và thời gian cho các bạn bắt trong sự kiện. Rồi ok, mình này hướng dẫn. Thì bây giờ ở đây có 3 con Magma đúng không? Thì các bạn click vào một con. Rồi, ôi, shiny. Xịn quá. Rồi, các bạn kéo, ngón tay kéo giữ cái Pokeball qua bên tay trái nè. Vẫn giữ ngón tay nha, không có bỏ ra. Rồi, sau đó xoay banh ném. Rồi, trúng thì thả ra. Cái kho banh nó sẽ chạy qua, rồi các bạn ấn lại bất cứ một chỗ nào trên màn hình. Rồi các bạn bấm nút chạy. Được. Đó, rồi các bạn vô kho túi nè, thì sẽ nhìn thấy. Đấy, đó. Có sự đi đây rồi, ngon. Sự kiện sắp hết rồi. Rồi, mình có thể làm lại món con thứ hai cho các bạn nha. Thì các bạn có thể kéo ô bên ô nho qua hoặc là ô bên ô banh qua nào cũng được. Kéo qua xong rồi nhớ là phải vẫn giữ ngón tay, xong rồi xoay banh ném. Xoay banh ném. Rồi. Khá lầy quá ta. Ném lại. Rồi. Đó. Thì trốn thì nó chạy qua cái ô rồi các bạn. Cho nó thoáng ô thì sẽ hiện cái nút chạy ở phía trên màn hình nè. Rồi ấn nút chạy. Ra ra đó, bắt được thêm con nữa. Đó. Đó, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian các bạn. Đây là mình đang làm hướng dẫn trên đó. Cái tốc độ nó không được nhanh lắm, nhưng mà khi mà các bạn thuần thục rồi đó, nó sẽ làm bù 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 nhanh lắm. Thiệt. Thôi thì nãy giờ mình đã chỉ cho các bạn cái tiếp bắt nhanh rồi ha. Nhưng mà nếu như các bạn nào chưa hiểu và muốn xem lại kỹ hơn thì các bạn coi ở cái clip này. Thì đây là clip mà tụi mình đã dàn dựng và hướng dẫn chi tiết hơn về cái kỹ thuật bắt nhanh này. Nếu như các bạn coi clip xong thì sẽ cố gắng làm và thành thục nó thì sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Và thì bây giờ mình sẽ giải thích thêm một câu hỏi nữa. Và các bạn thường hay hỏi là shiny Pokemon thì khác gì Pokemon thường đúng không? Thật ra là shiny Pokemon chỉ là một dạng Pokemon hiếm thôi, cùng loài. Tức là rất là nhiều loài thì trong loài đó nó sẽ có một con khác màu không? Và chỉ duy nhất một màu thôi. Giống như mình có Magby á, thì có shiny Magby, Magma thì có shiny Magma, và Magmota có shiny Magmota. Về một cái khía cạnh khác đó, chúng ta phải biết rằng là cái việc mà chỉ số tấn công, chỉ số attack hoặc là máu của nó có về mặt IV của cả shiny và Pokemon thường đều như nhau. Nó sẽ không có việc mà shiny Pokemon sẽ mạnh hơn so với Pokemon thường đâu. Cho nên các bạn lưu ý, nếu như mà bắt được shiny thì nó là hiếm, chứ nó cũng không phải là mạnh này. Có thể là giữ lại để sưu tầm, hoặc là chúng ta có thể đem đi khoe với bạn bè. Rồi, thì giờ đã trưa rồi, thì mình với anh quay phim đều mệt rồi. Cho nên chắc tụi mình sẽ tạm gác cái CD lại chút và tụi mình đi kiếm thì anh để nạp lại năng lượng lên tiếp tục sự kiện nha. Rồi, mình đi.
Rồi thì bây giờ tụi mình vừa mới ăn cơm trưa xong, còn hơi mệt, ngồi nghỉ tí. Thì tranh thủ thời gian này mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn về cái gọi là exclusive mua ha. Thì exclusive mua là chiêu mà đặc biệt chỉ có xảy ra trong các cái sự kiện hoặc một cái event cụ thể nào đó. Thường thì chiêu exclusive mua mình sẽ ví dụ là một số cái là giống như Porygon sẽ là Dragon Attack, Charmander lên Charizard sẽ là Run Break. Gần đây nhất sẽ là Electabuzz lên Electivire sẽ là Flamethrower. Và hiện tại luôn là đây trong community day này đó chính là Magma lên Magmortar là chiêu Thunderbolt. Thì thật ra là exclusive mode bạn chỉ có thể nhận được bằng cách tiến hóa từ cấp 2 lên cấp 3 trong sự kiện của community day hoặc là các sự kiện cụ thể khác. Còn nếu như mà cái con mà đã tiến hóa sẵn á là không có đổi chiêu được, mặc dù các bạn có rất nhiều thay đổi chiêu bình thường như là trận game hoặc phát game thì sẽ không đổi được luôn. Rồi thì như mình đã nói phía trên về exclusive mode ha, thì bây giờ mình phải giải thích về cái thay đổi chiêu cho các bạn hiểu. Thì ở đây mình có hai thay đổi chiêu ha, một là phát game, hai là trận game. Thì hai cái này á, mình sẽ giải thích cụ thể nha. Fast game hay còn gọi là thay đổi chiêu trên hoặc là thay đổi chiêu cho đòn đánh tay á, thì cái chiêu này các bạn có thể nhận biết được là nó có một cái số đam kế bên và nó sẽ không có cái vạch nào hết. Khi mà nhìn vô một cái mod đó, bạn sẽ nhìn thấy là chiêu không có vạch sẽ là chiêu trên và sử dụng thay fast để đổi. Còn ở dưới là chặt game sẽ là cái thẻ để đổi chiêu dưới. Thì chiêu này thường sẽ có vạch năng lượng và có số đam cụ thể khoảng khá là cao, tương ứng với máu của Pokemon luôn. Nhưng mà sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao cái món nó như thế mà khi mình đánh vào Pokemon nó sẽ không có gây lượng sát thương tương ứng á. Thì cái này mình sẽ giải thích sau khi mà khi đi vào cụ thể cái phần thẻ nó bị khắc hệ nữa. Rồi. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy một cái ví dụ luôn với cái con của CD này. Đó là con Magma. Thì khi mà lên mắt một tốt đó, chúng ta sẽ có được cái chiêu exclusive mode như mình đã nói, đó chính là Thunderbolt. Tiếp sau đây thì mình sẽ cho các bạn thấy một cái ví dụ luôn là con Magmortar với lại chiêu là Thunderbolt. Thì hiện tại là do mình ở trong sở thú, không có điều kiện đi khắp thành phố để có thể sở hữu những con Magma 100, cho nên mình phải sử dụng một con Magmortar là bắt từ rất lâu rồi để có thể lấy được chiêu của community day. Thì các bạn vô bạn search giờ 4 sao. Nào, rồi Magmortar. Rồi đây. Thì mình ra đây mình có một con Magmortar bắt từ ngày 27 tháng 7 năm 2019. Với cái chiêu ở dưới là chiêu Quack Quack thì nó không mạnh lắm. Giờ mình sẽ đổi nha, mình sẽ sử dụng Track TM bởi vì Thunderbolt là ở chiêu dưới cho nên mình sẽ sử dụng Track đổi. Sai kiếp, không phải không đúng lắm, không hợp lý lắm. À, tiếp lần 2 nè. Fire Blast cũng chưa phải Thunderbolt, chưa hợp lý lắm. Fire Burn không phải là Thunderbolt luôn, đã 3 lần rồi. Thử luôn lần thứ 4 cho các bạn luôn. Regret lại luôn, rồi nó đi một vòng rồi nó quay lại regret các bạn nè. Và được 4 lần, nó cũng không phải là Thunderbolt. Cho nên việc để có thể sở hữu được exclusive mode thì đối với những con Pokemon đã tiến hóa rồi thì các bạn chỉ có một cách đó chính là sử dụng Elite GM. Thì đó bây giờ mà là mình sẽ vào sử dụng cái Elite GM để đổi cái chiêu cho các bạn ha. Rồi. Rồi, chọn Elite GM nè. Xong. Thế các bạn sẽ nhìn ra là ở đây nó sẽ hiện lên một cái danh sách luôn, gồm có những con là như những đồ nó báo 100 mẹ. Rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái Elite GM để đổi cái chiêu Thunderbolt nha. Bởi vì nó là exclusive move và nó là chiêu dưới cho nên sử dụng Elite GM. Rồi, vào item nè. Bấm Elite GM nè. Rồi. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cho bạn một cái list của các chiêu của Magmortar luôn, bao gồm có Brick Break nè. Fire Blast nè. Fire Burn nè. Psychic và chiêu mới nhất là Thunderbolt. Thì các bạn chọn vào Thunderbolt một cái và rồi đó, thì giờ các bạn đã có một con Magmortar 100 mà sở hữu được chiêu của community day mà
đối với bạn nào không có Magma 100 để tiến hóa lên thì có thể sử dụng cách này. Rồi thì thường trong cái kỳ CD á thì cái chiêu exclusive mua á, chiêu của community đây thường nó sẽ mang một cái ý nghĩa riêng. Thì mình ví dụ như với Magma đi ha, Magma tiến hóa lên Magma thì bộ Pokemon hoàn toàn vừa hệ lửa luôn, phần hệ lửa. Thì với cái chiêu Thunderbolt là hệ điện á, nó sẽ giúp Magma có thể năng là kháng lại những con Pokemon hệ nước, tức là nếu như mà gặp hệ nước Magma nhiệt điện vô các loại miếng nước có thể kháng được. Và đây nó sẽ giúp cho Magma có thể counter được một số con trong giải PvP, hoặc là sẽ giúp cho bạn có thêm Pokemon mạnh để đánh với lại vị thoại sắp tới hoặc là các boss sắp tới. Rồi, ok, và mình sẽ nói với bạn về boss Titan ha. Và thì nó không đúng lắm phải không? Đây là một sự ràng buộc các bạn. Về việc làm các bạn, nếu như cũng có bóng Titan á, thì phải có một cái điện thoại và cái switch như thế này, xong rồi hai đó thì kết nối lại với nhau bằng Bluetooth. Nhưng mà giả sử như đó là lý do tại sao các bạn phải đưa sao cho người phát đốt. Còn nếu không thì người phát đốt phải chuyển cái switch này xuống đến cho các bạn. Không thể nào chuyển cái switch đi toàn bộ được không? Thì đây, đó là lý do tại sao chúng ta phải gửi ảnh để chúng ta có một bóng Titan. Và như các bạn đã biết thì hiện tại đã mở lên đến level 50 rồi. Và theo như các bạn thử nghiệm ở bên Úc á, thì cái số kinh nghiệm phải đạt là 146 triệu kinh nghiệm. Cái con số rất là khủng khiếp. Đồng thời kèm với đó là nguyên một bộ nhiệm vụ siêu khê luôn. Thì bên mình sẽ sắp tới sẽ làm những video clip để giúp các bạn cập nhật thông tin về cái nhiệm vụ để lên level 50 này. Rồi. Và sắp tới là mình sắp tới một cái chuồng chim thì mình sẽ qua chuồng chim ha. Yeah, ok, thì hôm nay là bây giờ là đã hết được cái sự kiện Community Day của tháng rồi đó. Thì đã lâu lắm rồi mình mới được quay lại sở thú. Thì ở cảm nhận của mình thì mình cảm thấy là sở thú đúng là một cái địa điểm mà cho các bạn có thể tham gia các sự kiện tháng như Community Day này, hoặc là GoFest rất là hợp lý, bởi vì lượng Pokestop và gym trong này khá là nhiều, đồng thời là khuôn viên khép kín. Bên cạnh đó thì nó cũng phù hợp với lại một số các sự kiện lớn khác như là Sabri Zone hoặc là GoFest á. Ban đầu chỉ là những cái hành động vui vui của mình thôi, chứ thật ra là các bạn muốn vô được sở thú thì các bạn phải trả 50.000 cho một tấm vé để ủng hộ sở thú. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Đừng quên like và subscribe cho kênh của tụi mình để ủng hộ tụi mình các video clip sau hay hơn nữa. Ok, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.